Tuần này, cuộc đua tại FA Cup, giải đấu lâu đời nhất nước Anh lại tiếp tục. Với những trận cầu không thể bỏ qua, Chelsea đối đầu với Aston Villa, Tottenham đấu với Manchester City. Cơ hội vào vòng 5 đang rộng mở với Liverpool và Manchester United. Quý khán giả nhớ đón xem vòng 4 FA Cup thứ 7 và Chủ nhật 27 và 28 tháng 1 trên MyTV, sự kiện trực tiếp.